rải một ít phân bò xuống trước các bạn ạ. Cho khi nào cây nó mình gieo hạt xong cây nó có nó lên cái là nó có cái ăn luôn các bạn ạ. Ui, hạt bí đây các bạn. Đó, hạt bí giống. Ok, chào các bạn. Ok, lo chào các bạn. Mình tên Mình tên Paulu. Paulo. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. À, ngày hôm nay thì hiện tại anh em mình đang ở ngoài ao cá các bạn ạ. Thì nói chung là bây giờ thì ở dưới vườn ngô này thì không có người làm. Bởi vì bây giờ cũng chưa cần phải làm bất cứ một cái gì cả. Ngô thì bây giờ bắt đầu lên rồi, nhưng mà phải đợi một vài ngày nữa. Một vài ngày nữa thì bắt đầu sẽ tiến hành vào đi bón các bạn đó. Ngô bây giờ nó lên. Đây. Ngô này là trồng sau cùng nha các bạn. Trồng mới được hôm nay là được tầm khoảng độ 4 ngày rồi. Ngô nói chung là cây mới đầu thì cây này lên thì rất là đẹp này. Nó xanh, nó không giống như cái ngô ở bên bản bên các bạn, bản bên là ngô của mình nó bị vàng hết. Đó, toàn bộ cái khu vực này đã lên rất là đều, rất là đẹp rồi. Cái này thì để một vài ngày tới thì khi nào mà nó lên đủ cái chiều cao rồi là nó lớn thêm tí nữa các bạn thì sẽ bắt đầu tiến hành vào đi bón cái bón lân đạm các bạn. Còn đây. Đây thì hôm nay cái này toàn bộ số lượng khoai tây giống này mình sẽ mang đến nhà anh Paulu để trồng trồng ở trước cửa nhà anh Paulu đó các bạn nhìn tâm hồng a sinh giá ta bà xem mình đó. Đây những cây là nó củ này nó đã lên mầm rất là đẹp rồi đó. Đây cái khoai này thì bây giờ cứ chỉ cần trồng xuống rồi xong rồi gặp một vài trận mưa thôi là sẽ rất là đẹp rồi. Đẹp tuyệt vời luôn rồi. Đây đây. Esitu. Và một planta là nó toa ca rồi. Và fica bonito. Đó, còn đây. Đây là hạt giống đợt vừa rồi mình mang sang các bạn. Bây giờ sẽ mang cái dưa chuột này. À dưa leo. À dưa leo không phải dưa chuột các bạn. Cái dưa này thì mình sẽ trồng xung quanh cái lưới ở bờ ao. Đó, đây là dưa chuột. Còn đây là giống bí các bạn. Cái bí ngồi này, bí ngồi Hàn Quốc này thì một lát nữa mình sẽ trồng ở trên bờ ao luôn các bạn. Đó, còn đây là đỗ nha các bạn, đậu cô ve này. Đậu cô ve này thì mình cũng sẽ trồng xen kẽ vào những cái dàn lưới đấy. Bởi vì đây là cái đậu này là đậu leo các bạn, nếu như mà không làm dàn ấy thì nó không có ra quả. Nên mình sẽ cho nó leo lên cái lưới chung quanh ao ấy. Tâm không? À rồi. Vamos plantar es. À la du du. À. Ra bị đâu để học. Giờ chỉ có mình với cả anh bao lù thôi các bạn ạ. Như à. Tôi ấy có đặt tên thì ra ông kìa. Sa la le. Giờ sẽ anh Bao Lùi sẽ đi lấy một cái tổ mối các bạn, sau đó thì sẽ đi đập cho cá ăn, sau đó thì anh em mình sẽ đi trồng đi trồng cái này các bạn. À bầu phát triển nhanh lắm các bạn. Đây cây bầu của mình bây giờ bắt đầu là đẹp rồi này. Cây bầu bắt đầu ui rồi ôi con đó đây. Cái con này là nó chuyên đi cắn cái lá này các bạn. Đây lá này nó cắn này. Bắt đầu bò rồi. Cái này cũng thế này. Cái này cũng bắt đầu hiện tượng nó phải cả mũi tụt pro chứ. Đó. Cái này
Cây này bò đẹp rồi. Cây bên này thì cũng bắt đầu hiện tượng chuẩn bị leo rồi các bạn, chuẩn bị leo dàn rồi. Cây bên này cũng thế, cây bên này cũng bắt đầu leo đây rồi nha các bạn. Nói chung là bầu thì bây giờ nó đến cái tầm thời kỳ mà nó leo được rồi thì nó sẽ rất là nhanh thôi các bạn. Nhanh thôi. Cái này tầm khoảng độ vài tuần nữa thôi thì nó sẽ leo kín cả cái dàn này luôn. À đây. Còn cái này nữa này các bạn. Cái này mới là cái quan trọng này. Này trước ấy, khi mà mình lúc mình về ấy, xong mình chuẩn bị sang ấy thì là lúc đấy là mình chuẩn bị ra sân bay rồi. Thì có một chị ở gần nhà mình. Chị có đi xe máy đến nhà mình rồi mang cho mình một ít cái cao này để sang đây để tặng cho bà con. Thế nhưng mà thực tế là đợt đấy nó cân, cái số lượng cân nó nhiều nặng, thế nên là mình cũng chỉ với cả là cũng chỉ có ít thôi, đâu được có mấy chục hộp thôi các bạn, nếu phát cho một bản thì không đủ. Cái này sau này khi nào về Việt Nam thì mình sẽ mua thêm. Đó, đây là cao sao vàng các bạn ạ. Cái này thì cái này là một loại cao, mà cao này là loại cao thần thánh của Việt Nam mình các bạn, loại cao huyền thoại luôn. Loại này là có thể trị bách bệnh. Mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Trong một cái này một lát nữa mình sẽ để tặng cho anh bao lù mấy hộp. Đó. Cao sao vàng các bạn. Cao sao vàng lần đầu tiên. Cao sao vàng của Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở châu Phi luôn. Có loại này bóc thì đó, đây. Nó sẽ như thế này. Cái này thì nhiều người biết rồi. Và đặc biệt là những thế hệ tầm tuổi như mình trở về trước thì sẽ biết rất nhiều. Còn các bạn trẻ trẻ thì các bạn chắc là ít sử dụng cái này. Loại này là loại trị bách bệnh luôn các bạn ạ. Ngày xưa nhà mình ấy là đau bụng ấy, là quẹt mấy này xong rồi xoa xoa vào rốn này là hết này. Đau đầu thì bôi đây, sổ mũi thì bôi. Mà cái này nữa là ví dụ không may chân tay có va đập vào đâu thì cũng sử dụng để bôi luôn các bạn ạ. Đó, một lát nữa thì mình sẽ tặng cho anh bao lù mấy hộp. Cất đi đã. Bây giờ chờ anh bao lù anh đi kiếm cái tổ mối các bạn. Mình tranh thủ đi múc ít nước để tưới cho mấy cây bầu. Cũng lâu rồi không mưa các bạn, mấy ngày rồi. Mấy ngày nay hiện tại đến bây giờ là được tầm khoảng 4 ngày rồi các bạn. 4 ngày nay rồi là trời chưa mưa mà hôm nào cũng rất là nắng luôn. Đó, nhưng mà tình trạng này nếu như mà bây giờ mà bón lân đạm vào ngô ấy, rất là nguy hiểm các bạn ạ. Bón lân đạm xong mà không có mưa thì là rất dễ dẫn đến tình trạng là sẽ bị cây sẽ bị khô cháy chết rút, do là nó cái lân đạm nó không được hòa tan ấy. Ok các bạn, đó bây giờ anh em mình sẽ đập ít mối. Ủi để còn đây là con mối chúa luôn các bạn, con này rất là to. Thả đây cho cá này. Ui nó chìm luôn. Rất đê xê. Ui, espera. Kinh khủng thật. Ui. Chỉ cần một lần gõ thôi các bạn. Hàng nghìn con rơi xuống.
Ok các bạn, vừa nãy anh em mình có ngồi nghỉ một tí, bây giờ sẽ bắt đầu tiến hành vào đi trồng luôn các bạn ạ. Bây giờ sẽ đi trồng cái ở trên này xung quanh bờ ao này thì mình sẽ tiến hành đi trồng bí trước các bạn ạ. Đi các bạn. Có tập bao lù. Tí ra anh sạt này. Ba bu gai sạt này. Y cement thì y tí ra ba đi ao của mình. Thì ông bao đi ao cái đất này nó chỉ khô ở trên thôi các bạn, chứ còn ở dưới nó vẫn ẩm nhá các bạn. Mưa mấy ngày nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì lắm, à không mưa mấy ngày ấy. Nhưng mà đất thì vẫn ok. Rồi, giờ mình sẽ đi ra đây. Tao tao một cái lấy cái ít phân bò đấy các bạn. Cái này có phân bò mục. Là trước lấy bón vào cây bầu ấy. Nó vẫn còn thừa ấy. Đây là phân bò mục ở trong chuồng bò chỗ nhà bác trưởng thôn ấy. Giải mấy ít phân bò xuống trước các bạn ạ. Cho khi nào cây nó mình gieo hạt xong cây nó có nó lên cái là nó có cái ăn luôn các bạn. Ui hạt bí đây các bạn, đó, hạt bí giống. Mỗi cái gốc này thì có khi mình cứ gieo 3 hạt, gieo 3 hạt các bạn, để phòng trường hợp mà mối mọt rồi là hạt nó không lên. Đây, metetres. Vâng, vamos agora. Vâng, vamos lá. Ah, tem de tudo dia, tem. Pra sair bem. Tá bom. Tưới luôn cho ít chuối các bạn, chuối với lại dứa. Saya tidak buka dua room. Hy vọng là cái đợt trồng bí này các bạn nó sẽ thành công. Bí này, dưa leo rồi là đỗ, đậu cô ve, metan. Tí là metan. Nó là xe cả. Hy vọng đợt này trồng nó sẽ lên đẹp. Một túi này thì được nhiều lắm các bạn ạ. Một lát nữa thì mình sẽ để cho anh Paulu mang về nhà trồng một ít các bạn. Đây mình nói chung là cứ gieo chung quanh ao được bao nhiêu thì để bấy nhiêu.
Bí này, đây là cái cây 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 này gọi là cây bí ngồi các bạn, không biết là nó có rộng không. Đây. Đây một cây. No 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 spare. Đây em sẽ làm được. Aki phải nốt kỹ ra. Dạ. Ừ. Trồng dày rồi các bạn, trồng dày cho nó đứng được nhiều. Cắm ít cây xuống các bạn ạ. Để cho cá nó lấy chỗ nó chúi. Với cả là tạo thêm nhiều rong rêu cho nó ăn. Mấy cây này sau này nó sẽ ra rất là nhiều rong, nhiều rêu các bạn. Ui nổi quá rồi. Thôi được rồi. Bây giờ sẽ đi ra cabo tu đi. Fantasila đi. À, tamo. Anh em mình trồng mình đã trồng hết toàn bộ chung quanh. Ở trên đỉnh bờ ao này các bạn là mình đã trồng hết bí rồi. Bây giờ cái dãy này mình sẽ đi trồng cái cây chỗ này là có dưa leo này. À, đây là những cái hốc mà vừa mới cuốc để trồng bí đấy các bạn. Đây này. Bây giờ sẽ đi trồng dưa leo với cả là đỗ đậu cô ve. Bắt đầu. Dưa chuột các bạn. Dưa leo. Trồng thử một ít ở đây cho nó có lên này. Mỗi một hốc này mình sẽ cho tầm 2 hạt các bạn. Thử xem nào. Không cần dùng cuốc nữa. Mình cái này đào luôn cho nó nhanh. Đó, hiện tại thì anh em mình hôm nay đã hoàn thành xong cái mục tiêu trồng toàn bộ bí và dưa chuột rồi là đậu co ve ở bên cái bờ A này rồi. Đó. Chỗ này là đã xong rồi nhá. Góc bên kia thì đã trồng cái dưa chuột rồi. Ao thì bây giờ cũng đã xả thêm nước vào các bạn. Xả thêm nước vào ao bởi vì dạo này mùa này thì cứ mỗi ngày xả một lần các bạn. Ngày nào cũng có nước mới ra vào lưu thông ở bờ ao. La vez cuando Pablo es el día, todo el día de mañana, cuando você vem aquí da salaleta, vene, abre agua para entrar. Son 30 minutos después, puede fechar, no tengo problema, está bien. Tengo que aumentar. Ahora, está bien. Pablo, ven. Giờ sẽ đến cái hộp dầu thần thánh các bạn. Đây là dầu này chỉ Việt Nam mình có đó. Ta về.
Essi tipo che chiama come. Essi. Mi vi, dove? Dore cabeza, passa qui. Assi. Vici ne? Quẹt mí thế này xong rồi bôi đây à, xin. Yeah, em mù. Ta ve a pé si ta bate aquí vamos fregar aquí tudo corpo vamos fregar dor de barriga vamos ta ve dor de barriga tira bocado também frega aqui. Yeah. Esse é tudo tipo, mas só que não dá para comer, só. Ah, no vista também não dá, né? Cái này loại thuốc này là thuốc trị bách bệnh của người Việt Nam các bạn ạ. Cái này là thuốc này là của đó, đây. Qua đà bè nhé. À, đây này, kỷ niệm thêm hộp nữa. Qua đà bè. Ấy quá. Em này mà coi kìa. Yeah, agora vamos fechar água, abrir para água passar. À, bây giờ sẽ đi khóa nước vào các bạn. À, con chép vàng. Con cá chép vàng. Đây. Messi peixe amarelo. Đó, con thôi nó đi mất rồi. Cá chép vàng các bạn. Đó, mới nhìn thấy. Mấy ngày hôm nay rồi, không nhìn thấy đâu cả. Hôm nay mới giờ mới bắt đầu nhìn thấy. Thì nó lại nấu ở sườn bờ các bạn ạ. Thôi rồi, không sao, nhưng mà như thế là tổng là có 4 con cá quay đây các bạn ạ. Có 4 con. Hôm trước mình đã bắt được 2 con thì xong về sau lại lên bắt thêm được 2 con nữa. Đó. Tổng là được 4 con chép coi ở đây. Agora esse cimento vamos guardar. Batata rena. Amanhã você prepara já o treino. Tá vendo, né? Depois vou passar lá, vamos começar a semear. Đó, bây giờ mình sẽ cấp những cái giống những cái cây khoai như này các bạn. Cái giống thì rất là đẹp này, này mầm này, mầm rất là nhiều rồi. Đó. Cái này thì sẽ giúp cho nhà anh Paulo để trồng, sau đó thì để gọi là bây giờ hiện tại đang trồng ít các bạn, nhưng mà để sau này để nhân giống ra nhiều, sau này đến khi nào mấy tháng nữa được thu bắt đầu vào mùa khô ấy, thì là sẽ cái này sẽ là lấy giống để nhân rộng ra khắp cả bản luôn. Ok các bạn, video ngày hôm nay anh em mình đến đây. Thứ nhất là mình mang khoai tây giống đến để hỗ trợ cho gia đình anh Paulo. Và cái thứ hai là mình cũng đã trồng được những cái cây rất là quen thuộc của người Việt Nam mình. Đó là cây dưa leo này, cây đậu bắp này. Bầu thì phát triển rất là ok rồi. Ở chung quanh bờ ao. Ok các bạn, video ngày hôm nay anh em mình xin phép được kết thúc và dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn. Rồi, đi về thôi.